chồng các em đến với kênh học tập trực tuyến của ngành giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ. Cô xin giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Soi, hiện đang công tác tại trường tiểu học Trần Đại Nghĩa. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong tiết học hôm nay qua bài luyện tập. Tiết học hôm nay, các em sẽ được ôn lại những kiến thức về tháng, năm. Để tiết học đạt hiệu quả, cô có một số lưu ý. Các em chuẩn bị bảng con, phấn. Các em không ngồi gần màn hình, tập trung nghe giảng và thực hiện một số hoạt động học tập nhé. Mục tiêu bài học hôm nay về kiến thức, ôn tập, củng cố, gọi tên các tháng trong một năm, số ngày trong từng tháng. Về kỹ năng, rèn kỹ năng xem lịch, gọi tên các tháng trong một năm, số ngày trong từng tháng. Về thái độ, yêu thích học môn toán, quý trọng thời gian. Cấu trúc bài học gồm 3 phần. Phần 1, khởi động. Phần 2, thực hành. Phần 3, vận dụng. Bây giờ cô cùng các em đi vào hoạt động 1. Ở hoạt động 1, các em sẽ khởi động bằng một trò chơi. Các em có thích không nào? Trò chơi có tên Ai nhớ giỏi. Ở trò chơi này, cô có 4 hộp quà với 4 màu khác nhau. Trong mỗi hộp quà sẽ có một câu hỏi. Nhiệm vụ của các em là chọn lần lượt các hộp quà để nhận câu hỏi trong thời gian 10 giây suy nghĩ để trả lời. Nào, các em cùng bắt đầu trò chơi nhé. Câu hỏi của hộp quà màu trắng như sau. Một năm có mấy tháng? Đó là những tháng nào? 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Em cùng kiểm tra đáp án nào. Một năm có 12 tháng, đó là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12. Cô chúc mừng những em đã có đáp án đúng nào. Bây giờ các em tiếp tục chọn các hộp quà. Ở hộp quà màu đỏ, nội dung câu hỏi như sau. Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 năm 2020 là thứ mấy? Để trả lời nội dung câu hỏi này, các em quan sát tờ lịch tháng 3 năm 2020 trên màn hình, xem ngày mùng 8 tháng 3 là thứ mấy. Bây giờ các em suy nghĩ trả lời. Đáp án câu hỏi này là Chủ nhật. Xin chúc mừng tất cả các em đã có đáp án chính xác. Các em ạ, để tìm được ngày 8 tháng 3 năm 2020 là Chủ nhật thì các em quan sát trên tờ lịch. Chúng ta tìm ngày 8 rồi gióng theo hàng ngang thì sẽ nhận biết được ngày 8 tháng 3 là Chủ nhật. Trên màn hình chỉ còn duy nhất 2 hộp quà. Các em tiếp tục chọn hộp quà cho mình nào. Nội dung câu hỏi hộp quà màu vàng như sau. Tháng 2 có bao nhiêu ngày? Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày?
em ạ. Tháng 2 hàng năm có 28 ngày, riêng năm nhuận tháng 2 có 29 ngày. Chúc mừng các em có câu trả lời đúng. Trên màn hình chỉ còn một hộp quà. Các em tìm hiểu nội dung câu hỏi ở hộp quà màu xanh nhé. Nội dung câu hỏi như sau. Nam phàn nàn với các bạn. Các bạn sướng thật. Mỗi năm có một ngày sinh nhật. Còn tớ 4 năm mới có một ngày sinh nhật. Đố các em, Nam sinh vào ngày tháng nào? 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Các em cùng đối chiếu kết quả với cô nhé. Nam sinh vào 29 tháng 2 năm nhuận. Các em thân mến, cứ 4 năm mới có một năm nhuận. Năm nhuận thì tháng 2 có 29 ngày. Cô chúc mừng các em đã có câu trả lời đúng. Các em ạ, nếu gia đình các em có người sinh cùng ngày với Nam thì các em nói với những người đó đừng buồn nhé. Bởi ngày đó chính là ngày đặc biệt đấy. Ở trò chơi này, các em nắm vững số tháng trong một năm, biết xem lịch và biết số ngày trong một tháng. Bây giờ, cô cùng các em tiếp tục tìm hiểu hoạt động 2. Hoạt động 2, thực hành. Bài 1, đúng ghi đờ, sai ghi sờ. Với yêu cầu của bài này, nhiệm vụ của các em sẽ đọc kỹ đề bài. Các em chọn đáp án để điền vào ô trống. Thời gian suy nghĩ là 1 phút. Bây giờ, thời gian suy nghĩ bắt đầu. Thời gian làm bài đã hết. Các em đối chiếu với đáp án của cô nhé. Câu A, tháng 2 có 30 ngày. Đây là một câu sai vì tháng 2 chỉ có 28 hoặc 29 ngày. Câu B, tháng 5 có 31 ngày. Đây là một đáp án đúng. Câu C, tháng 8 có 30 ngày là sai. Như các em đã biết, tháng 8 có 31 ngày. Câu D, tháng 12 có 31 ngày. Câu này đáp án là đúng. Câu E, tháng 9 có 30 ngày là đúng. Câu F, tháng 7 có 30 ngày là sai. Tháng 7 có 31 ngày. Ở câu hỏi này, cô tuyên dương những bạn đã trả lời đúng ở tất cả các câu. Các em ạ, để các em nhớ số ngày trong từng tháng dễ dàng hơn, cô có mẹo nhỏ như sau. Nắm bàn tay phải hoặc tay trái để trước mặt, rồi đếm từ trái sang phải. Chỗ lồi của đốt xương ngón tay chỉ tháng có 31 ngày. Chỗ lõm giữa hai chỗ lồi chỉ những tháng có 30 ngày hoặc 28 hay 29 ngày. Bây giờ các em cùng nắm bàn tay lại để đếm số ngày trong tháng cùng với cô nhé.
Chỗ lồi trên đầu tiên là tháng 1 thì tháng 1 sẽ có 31 ngày. Tiếp theo kề bên chỗ lõm đó là tháng 2. Tháng 2 có 28 ngày. Kề chỗ lõm là chỗ lồi tiếp theo là tháng 3 có 31 ngày. Tiếp theo chỗ lõm đó là tháng 4 có 30 ngày. Tương tự như thế, có tháng 5 31 ngày, tháng 6 30 ngày. Các em lưu ý tháng 7 và tháng 8 là 2 tháng liền tiếp nhau có 31 ngày. Vì chúng ta quan sát thấy hai chỗ lồi nằm liền kề nhau. Tiếp theo tháng 9 có 30 ngày. Tháng 10 có 31 ngày. Tháng 11 có 30 ngày. Cuối cùng là tháng 12 có 31 ngày. Ở bài tập 1, các em đã nắm chính xác số ngày trong từng tháng. Bây giờ cô trò mình tiếp tục làm bài tập 2. Bài 2, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Ngày 29 tháng 4 là thứ bảy, thì ngày 1 tháng 5 cùng năm đó là A thứ hai, B thứ ba, C thứ tư. Với yêu cầu của bài này, các em đọc kỹ đề bài, suy nghĩ, tính xem ngày mùng 1 tháng 5 là thứ mấy. Để biết ngày mùng 1 tháng 5 là thứ mấy, các em phải nhớ chính xác số ngày của tháng 4. Bây giờ các em suy nghĩ 1 phút để chọn đáp án đúng. Em đã biết tháng 4 là tháng có 30 ngày. Sau đó các em có thể tính 29 tháng 4 là thứ bảy, 30 tháng 4 là chủ nhật, ngày 1 tháng 5 là thứ hai. Vậy đáp án là thứ hai. Cô chúc mừng tất cả các em nào. Các em qua 2 hoạt động, các em đã được làm một số bài tập về tháng năm. Bây giờ các em vận dụng kiến thức các bài tập đó để xem lịch nhé. Hoạt động 3, vận dụng. Các em quan sát lịch năm 2020 rồi cho biết thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày nào. Các em suy nghĩ 5 giây để tìm đáp án. Vậy thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày 6. Các em quan sát tờ lịch tháng 1. Cột đầu tiên là thứ hai, giống xuống theo hàng dọc thì ngày thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày 6. Các em tiếp tục quan sát tờ lịch và cho cô biết Tết Dương lịch ngày 1 tháng 1 là thứ mấy? Vậy Tết Dương lịch ngày 1 tháng 1 là thứ tư. Các em để biết ngày 1 tháng 1 là thứ tư, các em quan sát tờ lịch tháng 1.
Tìm ngày 1 và giáo thêu cột dọc, ta tìm được ngày 1 tháng 1, Tết Dương lịch là thứ tư. Bây giờ các em cho cô biết, ngày cuối cùng của tháng 1 là thứ mấy? Để làm đúng câu hỏi này, các em xác định ngày cuối cùng của tháng 1 là ngày mấy? Sau đó các em suy nghĩ làm bài cho cô. Ngày cuối cùng của tháng 1 là ngày 31. Khi xác định được ngày 31 rồi, các em gióng theo cột dọc, ta tìm được là thứ 6. Các em thân mến, những ngày các em được đi học ở trường, bạn nào cũng trông đến ngày Chủ nhật để xả hơi, nghỉ ngơi và đi chơi. Vậy các em quan sát tờ lịch cho cô biết, tháng 1 có mấy ngày Chủ nhật? Đó là những ngày nào? Tháng 1 có 4 ngày Chủ nhật, đó là các ngày, ngày 5, ngày 12, ngày 19 và ngày 26. Ở câu hỏi này, các em đã tìm được những ngày Chủ nhật của tháng 1 năm 2020. Cô khen tất cả các em nào? Ở tiết toán luyện tập hôm nay, các em đã nắm vững kiến thức về tháng 5. Ở nhà, các em làm thêm các bài tập liên quan đến tháng, năm và chuẩn bị bài hình tròn, tâm, đường kính, bán kính của tiết học tiếp theo nhé. Ở tiết học này, các em còn có gì vướng mắc, xin liên hệ với cô qua địa chỉ email hoặc số điện thoại trên màn hình. Tiết học hôm nay đến đây là hết rồi. Cô chúc các em học tập thật tốt. Cô tạm biệt tất cả các em.